Gần đây thì Nga lợi dụng cái tình hình mà cả thế giới bị chi phối với cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga, xin lỗi, cuộc chiến tranh giữa Hamas và Do Thái, thì là Nga đã tấn công không ngừng nghỉ. Quyên phải dùng một câu chính xác là không ngừng nghỉ, ngày nào họ cũng ùa lên tấn công. Cái báo cáo cụ thể của Nga ngày hôm nay họ mới vừa công bố cách đây không lâu là họ nói là họ đã chiếm được một ngôi làng ở khu vực Bakhmut, ở khu vực gần Bakhmut, họ đã chiếm được một ngôi làng. Hiện bây giờ cái báo cáo này nó chưa được xác thực qua bên phía bên Ukraine, nên là Nguyên không biết là cái báo cáo này nó thật hay là giả, Nguyên chưa có thể khẳng định được. Nhưng đây là cái báo cáo gần nhất ở tình hình cụ thể chiến trường mà Nga mới vừa công bố cách đây không lâu, vài tiếng đồng hồ. Cái sự việc này có thể hay không thì cho Nguyên khẳng định là có thể, vì tình hình nó thay đổi. Thứ nhất là cái khí hậu nó quá lạnh. Thứ hai nữa là cái sự dồn dập tấn công của Nga, đặc biệt là một tuần gần đây ở khu vực này nó rất là nhiều. Nga đổ binh, Nga đã dùng yểm trợ kiểu là máy bay, phi cơ chiến đấu, và Nga đã oanh tạc và tấn công khu vực rất là nhiều. Ngoài cái khu vực đó thì cái khu vực Kakivka là cái khu vực mà chúng ta đang theo dõi gần đây thì Nga cũng đang chiếm ưu thế, Nguyên phải thừa nhận điều đó. Nga ngoặt đang có những cái ưu thế mà Nga đang chiếm được hai cây số, ngày hôm qua chúng ta cập nhật hai cây số ở miền Bắc Kakivka. Và ngày hôm nay thì cái cuộc giao tranh giữa ở khu vực Kakivka vô cùng khốc liệt với lực lượng của Ukraine và Nga. Nhưng mà nó cũng chưa nói lên một cái sự việc chắc chắn gì cả. Trong Nguyên nói là trong cuộc chiến nó thay đổi không ngừng. Bữa nay các quý vị thua một cây số, các quý vị mất một ngôi làng, ngày mai các quý vị lấy lại cả nguyên thành phố. Nên là chúng ta không có thể nói trước được trong cái bối cảnh này. Chỉ là trong cái bối cảnh mà tuyết rơi và đúng ra là cuộc chiến nó lắng động thì Nga lại tấn công nhiều hơn. Ngày hôm nay thì Nga đã tấn công khoảng tầm 21 chiếc máy bay không người lái Ukraine đã ngăn chặn được. Trong Nguyên nói đây là con số mà Ukraine họ ngăn chặn được. Theo cái báo cáo của Ukraine cho biết là ngày hôm nay họ đã ngăn chặn được 21 chiếc máy bay không người lái và hai quả tiễn hành trình của Nga đã tấn công vào lãnh thổ. Đây là cái số mà họ ngăn chặn được. Tất nhiên nó cũng sẽ có một cái số nhỏ họ sẽ không ngăn chặn được và nó đã gớt vào những mục tiêu, đặc biệt là những tỉnh thành gần miền Nam. Thì đây là những cái công bố của Nga trước mà Nguyên muốn chia sẻ cho các quý vị để cho các quý vị thấy rõ được là tình hình cuộc chiến. Khi lúc đó chúng ta cặp mắt chúng ta đang theo dõi về vấn đề trao đổi con tin ở khu vực Trung Đông thì ông Nga ông tiếp tục cuộc chiến. Đặc biệt là ngày hôm nay thì Putin đã có cái lời phát biểu khá là lý thú mà Nguyên muốn chia sẻ cho các quý vị đây. Ông Tổng thống Putin ông ta đã nói như thế này là ông ta sẽ không có ngừng bắn và cũng không có cái ngừng trao đổi với Ukraine về vấn đề hòa bình gì cả trước khi ông ta biết ai sẽ là Tổng thống Mỹ năm 2024. Cái câu nói này nó hơi lạ lạ. Ủa cái Tổng thống Mỹ có liên quan gì với Ukraine? Mà ông Putin ông nói bây giờ ông không có đàm phán hòa bình, cũng không có nói chuyện gì với Ukraine trong cái giai đoạn này hết. Ông phải chứng mắt ông nhìn thấy ai sẽ là Tổng thống Mỹ năm 2024, ổng biết chắc cái người đó thì từ lúc đó ổng mới đưa ra cái chiến lược ngoại giao chính trị. Thì trong ấy nói là Mỹ là cái quốc gia yểm trợ cho Ukraine rất là nhiều, nhưng Mỹ không có quyền ra lệnh quyết định định mệnh của Ukraine. Mà Nga thì lúc nào cũng dùng những cái ngôn từ sai lầm để dẫn dắt dư luận, cũng cho là Nga không thắng được Ukraine không phải là vì Ukraine mạnh mà tại vì Mỹ. Ông Nga hiện bây giờ ông đổ lỗi tất cả sự thất bại của ông là bởi vì Mỹ. Và cái cuộc đàm phán có hay không là phải chờ coi Mỹ, chứ không phải là Ukraine. Ông ta đang trái, nguyên kêu là ông kêu nói là dẫn dắt dư luận và cho rằng là Ukraine bị lệ thuộc hoàn toàn sự quyết định của Hoa Kỳ. Trong Nguyên khẳng định không có điều đó. Trong Nguyên nói 100% không. Ukraine họ cần Mỹ để yểm trợ. Nhưng Mỹ không thể quyết định định mệnh đất nước của người Ukraine được. Định mệnh đất nước Ukraine, hòa bình hay chiến đấu, chính là người Ukraine quyết định. Nhưng mà họ làm cái trái niệm để cho chúng ta bị sai lệch về tình hình cuộc chiến và để cho Putin có thể đổ lỗi rằng ông ta không chiếm Ukraine được, ông ta không thắng Ukraine được tới bây giờ gần 2 năm là bởi vì Hoa Kỳ. Nếu hòa bình hay không thì coi cái bầu cử Hoa Kỳ ai làm tổng thống dễ nói chuyện hay không. Đó, đây là lời phát biểu của Putin ngày hôm nay về vấn đề là vấn đề hòa bình, phải chờ coi tổng ai là tổng thống của Mỹ.
Và bây giờ thì Châu Nguyên cập nhật chia sẻ các quý vị cái buổi họp ở tại Brussels là tại Mỹ vừa qua với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ là ông Blinken, ông John Stoltenberg với bà Ursula von der Leyen của Liên minh châu Âu và Liên minh NATO đã họp ở tại Mỹ nói về tình hình của hai cuộc chiến. Thì trong cái buổi họp này thì ông Antony Blinken, ông ta đã khẳng định cái lập trường của Hoa Kỳ là Hoa Kỳ và NATO sẽ tiếp tục yểm trợ cho Ukraine. Và Mỹ đã khẳng định cái lập trường của mình qua lời phát biểu của ông Antony Blinken. Nhưng mà có một cái lời phát biểu của ông John Stoltenberg nó rất là sâu sắc. Đó là lời phát biểu của ông Tổng Thư ký của Liên minh NATO. Ông ta nói sinh tồn của NATO, tồn vong của NATO nó nằm ở tại Ukraine. Nó lệ thuộc về tình cuộc chiến tranh ở tại Ukraine. Cái câu nói nó rất là chí lý. Vì NATO nó được thành lập và nó lớn rộng hôm nay được 31 quốc gia. Đó là cái niềm tin các quý vị, cái sự đoàn kết, cái niềm tin và sức mạnh. Nếu NATO không có thể yểm trợ cho Ukraine giữ nguyên hiện trạng hay là thắng cuộc chiến tranh này thì không còn ai tin tưởng NATO có đủ sức mạnh chống đối hết. Và liên minh NATO sẽ tự động tan rã. Và cái lời phát biểu của ông John Stoltenberg, ông ta nói là hãy nhớ rằng sinh tồn của NATO, sự bền vững của NATO, sự lớn mạnh của NATO nó nằm ngay trong cái cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Nếu chúng ta thất bại thì có nghĩa là tổ chức của chúng ta không giá trị. Mà không giá trị thì không có liên minh nào họ muốn liên minh chúng ta và cả đồng minh chúng ta cũng sẽ rời khỏi đi. Nên là cái sự sinh tồn của NATO nó nằm ở tại Ukraine. Ngoài cái lời phát biểu của ông John Stoltenberg thì cái lời phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine cũng rất là hay. Ông ta nói là chúng ta không thể nào không tính Ukraine trong cái vấn đề trật tự an ninh của châu Âu được. Các quý vị hãy nhìn đi, nếu Ukraine thất thủ thì tương lai của châu Âu sẽ như thế nào? Cái lời phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine đó là ông ta đang nói vấn đề địa lý chính trị. Thì cái này Nguyên thường cập nhật trong diễn đàn, cái bản đồ của Ukraine nó quá lớn, nó đi quá sâu vào trong biên giới với những quốc gia ở châu Âu và NATO. Nên nếu Ukraine thất thủ thì cái biên giới nó rất là phức tạp để bảo vệ. Các quý vị nghĩ đi, biên giới của Ukraine nó có liên quan đến 3 quốc gia miền Bắc, Litva, Estonia, Estonia, 3 quốc gia NATO và châu Âu. Sau đó nó có cái biên giới rộng mênh mông với Ba Lan. Rồi nó có biên giới rộng mênh mông với Rumani. Rồi Moldova, đủ thứ cái quốc gia lân cận hết. Belarus. Bây giờ nếu mà nó nằm trong tay của Nga giống như thời Liên Xô cũ thì liên minh NATO phải lập một cái biên giới nó phức tạp vô cùng tận. Nó giống như là một cái túi lưới vậy đó, nó rất là khó khăn để bảo vệ cho đồng minh. Đặc biệt là 3 quốc gia miền Bắc rất là bị đe dọa. Vì 3 quốc gia miền Bắc nó sẽ gặp cái trường hợp là ở dưới miền Tây Nam là Belarus, ở dưới miền Nam là Ukraine, thì 3 quốc gia Baltic, Estonia, Lithuania và Litva sẽ bị cô lập. Nên vì địa lý chính trị của châu Âu và NATO, Ukraine không có quyền phép được thất thủ. Nói chung là như vậy. Vì Ukraine không được quyền phép thất thủ, vì Ukraine thất thủ thì ít nhất là 3 quốc gia miền Bắc châu Âu sẽ bị cô lập với Nga. Hoàn toàn địa lý bị cô lập với Nga hết. Nên cái điều đó là cái điều mà trong cái buổi họp ở tại Mỹ vừa qua thì người ta đã nêu lên cái tầm quan trọng của Ukraine. Và bởi vì người ta nhắc nhở rằng là chúng ta bị chi phối vì tình hình cuộc chiến ở tại Do Thái. Nhưng cái tâm điểm và cái an ninh trật tự của châu Âu và của NATO nó không nằm ở tại Trung Đông mà nó nằm ở tại Ukraine. Đây là cái lời phát biểu và khẳng định qua lời phát biểu của bà Ursula von der Leyen, ông Josep Borrell và nhiều người khác ở trong Liên minh châu Âu đã khẳng định cái điều đó. Và cái an ninh trật tự của châu Âu nó nằm ở tại Ukraine. Và cái cam kết tiếp tục yểm trợ nó vẫn tiếp tục yểm trợ. Và trong cái buổi họp đó thì Liên minh châu Âu ngày hôm nay họ đã trích ra 200 triệu euro để huấn luyện binh sĩ của Ukraine trong thời gian sắp tới. Họ đang đào tạo huấn luyện binh sĩ của Ukraine và có thể nói là Ukraine trở thành cái pháo đài phòng thủ cho Liên minh châu Âu trong những ngày kế tiếp.
Thì Nguyên nói thực tế đó, chúng ta phải hình dung là quân đội của Uy Khanh bây giờ là trở thành một quân đội cực kỳ là mạnh. Thứ nhất là binh sĩ khá đông. Thứ hai nữa là thiết bị quân sự của họ là đến từ Liên minh NATO. Binh sĩ của họ được đào tạo ở tại Anh Quốc, ở tại Pháp, ở tại Hoa Kỳ, ở tại nhiều quốc gia khác. Có thể nói là họ là những binh sĩ bây giờ đó có những cái khả năng lớn. Và số lượng binh sĩ của Uy Khanh bây giờ cũng là mấy trăm ngàn. Khoảng Nguyên nghĩ là khoảng 300-400 ngàn gì đó, một con số không có thể là khẳng định được. Và những điều là những binh sĩ chuyên nghiệp, được sự đào tạo trường lớp rõ nét với nhiều tổ chức khác nhau trên thế giới. Đặc biệt hơn nữa là họ sử dụng được nhiều loại vũ khí. Họ sử dụng được vũ khí Pháp, vũ khí Liên Xô, vũ khí Đức, vũ khí Anh Quốc, vũ khí Hoa Kỳ. Có thể nói là họ đã được đào tạo và được huấn luyện rất là tốt trong thời gian vừa qua. Và tiếp tục cái sự huấn luyện đó tốn kém rất là nhiều các quý vị. 200 triệu đô la để huấn luyện họ chỉ trong vòng mấy tháng thôi. Huấn luyện binh sĩ tốn kém rất là nhiều. Vì binh sĩ phải sử dụng những vũ khí thật, bắn đạn thật, chủ ý thật, phải cho ăn, cho ở, lo đủ thứ cả trong thời gian nhiều tháng trời và tốn kém rất là kinh phí. Nên là hiện bây giờ Nguyên cảm giác là Liên minh châu Âu họ đang biến Ukraine trở thành lực lượng phòng thủ của họ. Họ đang biến đất nước Ukraine trở thành là cái quốc gia phòng thủ pháo đài đầu tiên của họ để ngăn chặn sự xâm lược của đất nước Nga. Đó là bản tin khá vui khi Ukraine đã nhận được 200 triệu về vấn đề đào tạo huấn luyện binh sĩ cho Ukraine trong những tháng kế tiếp. Và bây giờ một bản tin mà được người ta nhắc rất là nhiều trong ngày hôm nay, đó là cái biên giới của Phần Lan đã hoàn toàn đóng biên giới chính thức, sẽ là ngày mai, bữa thứ năm, ngày 30 tháng 11. Sau cái sự do dự bỏ phiếu ở tại Phần Lan thì bỏ phiếu ở Phần Lan đã thông qua thống nhất là quyết định cắt đứt hoàn toàn ban giao với Nga. Chơi không đẹp, Nga chơi không biết điều, Nga chơi không có được, nghỉ bây ơi, đơn giản là vậy. Mấy ổng hợp với nhau, rồi mấy ổng bàn với nhau, rồi ổng nói ôi bây ơi, không chơi với Nga đâu bây ơi, thằng này chơi không biết điều bây ơi, nghỉ. Thì nói chung chung thì chắc các vị cũng biết mà, cuộc đời mà, anh biết điều, anh dễ thương, anh chơi đẹp, anh chơi ok, có qua có lại, có thoại lòng nhau, chúng ta giữ hài hòa tình bạn bè, đó. Nhưng bây giờ anh chơi không biết điều, anh đe dọa, anh uy hiếp, tối ngày bom đạn nguyên tử, tối ngày vũ khí hạt nhân, tối ngày cái này cái kia, anh tối ngày anh cứ đe dọa người khác thôi, chơi mệt quá, nghỉ chơi. Nói chung chung là như vậy, thì ông Phần Lan đã quyết định đóng biên giới, đó, cho Nga chơi với khỉ. 1.320 cây số đã chính thức ký của Quốc hội và sẽ đóng thức ngày mai. Bùm, không có một con gùi con gián nào mà không có xe cộ gì thông qua thông lại, không visa, không cấp cung cấp, không gì hết, hoàn toàn chấm dứt. Đây là một sự việc mà chúng ta đã thấy rõ được là trong một cái bối cảnh là biên giới đầu tiên đã đóng. Và Nguyên tin chắc là trong những ngày kế tiếp thì cái tấm gương của Phần Lan nó sẽ được nêu lên. Thí dụ là Romania nè, rồi mấy cái quốc gia ở kẹt biên giới của Nga, họ có thể đóng luôn, hoàn toàn đóng luôn, Nguyên là muốn họ đóng luôn. Họ đóng luôn là chết ông Belarus. Belarus là te tua. Thứ nhất là máy bay của Nga không bay trên lãnh thổ của châu Âu được. Đường bộ mà đóng hết thì Belarus buôn bán với ai? Belarus sống với ai? Đó. Nên là Nguyên nói là bây giờ mà nếu mấy ông quyết định đóng hết luôn, đóng đường bay, đóng đường bộ, đóng đường thủy, đóng hết, thì cái người đối đầu tiên nhất là ông Belarus. Lúc đó Nguyên sẽ coi Belarus có đổi cờ gió hay không. Đấy, bây giờ thì chưa có đóng, nhiều đường bộ, cái là đường xe lộ đó vẫn còn chưa đóng, đường sắt vẫn chưa đóng. Nên là nếu mà khi đóng hết thì Nguyên không biết cái tình trạng của Belarus sẽ như thế nào. Hiện bây giờ là Phần Lan là cái quốc gia đầu tiên nhất đã cắt hoàn toàn biên giới hết. Thì ông Belarus, ông khổ là xung quanh của ông là bị cô lập. Belarus là bị cô lập. Xung quanh là NATO không? NATO với châu Âu không? Xung quanh cái biên cái mở bản đồ đi. Xung quanh của ông bị bao vây hết rồi. Bây giờ mà đóng đường biển là xong. Đóng đường biển, đóng đường bộ, đóng đường sắt là chết chắc. Và bây giờ thì chúng em cập nhật một bản tin cũng khá là sôi động. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử
10 quốc gia Bắc Âu. 10 quốc gia Bắc Âu. Thì Bắc Âu thì chúng ta biết là có Phần Lan nè, Na Uy nè, Đan Mạch nè, Thụy Điển nè, Estonia nè, Lithuania nè, Litva nè. Còn quốc gia nào ta, những cái quốc gia ở gần ở miền Bắc đó thì có thể là Ba Lan nè, cũng có thể Hà Lan nè, thí dụ mà cái khu mà ven biển đó, biển Baltic. Biển nói chung chung là biển Baltic, biển ở miền Bắc đó. Thì 10 quốc gia này sẽ liên minh tuần tra quân sự ở khu vực. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ thành lập một cái tổ chức, nó tên là ZEF, Z-E-F. Quân mạng Pháp lên đọc là ZEF. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 10 quốc gia liên minh về tuần tra quân sự. Mục đích của họ là gì? Là họ tối đa sự hiện diện quân đội của họ ở khu vực miền biển Baltic để ngăn chặn sự bành trướng của Nga. Có nghĩa là bây giờ biển Đen Nga cũng đang bế tắc, bây giờ họ muốn cô lập cái biển Baltic cho Nga luôn lên. Nên là bây giờ 10 quốc gia mới vừa ký kết liên minh về tuần tra chung tập thể và họ gửi lực lượng quân đội của họ ở khu vực đóng đô ở đó thường xuyên không ngừng, thay phiên nhau không ngừng, hay là liên minh trực thường xuyên ở khu vực. Đây là một cái thông điệp rất là rõ để ngăn chặn sự lớn mạnh của Nga ở khu vực biển miền Bắc, đặc biệt là sự đe dọa của Nga thường xuyên. Và cái điều này họ có thể kèm kẹp Nga, bất cứ hành động của Nga ở khu vực biển miền Bắc, họ tất cả tàu bè của Nga, tàu ngầm của Nga, chỉ cần xuất cảnh là họ biết ngay. 10 quốc gia đã ký liên minh ngày hôm nay. Đây là một bản tin chúng ta thấy rõ được là biên giới bắt đầu họ siết chặt Nga càng ngày càng nhiều. Họ siết chặt ở tại biên giới Phần Lan, xuống đó họ siết chặt ở tại bờ biển Baltic và bắt đầu họ siết chặt dần dần xuống. Thì đây là một cái bước đi mà khá là làm cho Nga phải lo lắng trong những ngày kế tiếp. Nga phải rất là mệt mỏi và phải lo lắng cho những ngày kế tiếp, các quý vị. Và bây giờ một bản tin động trời. Động trời là bản tin khá là lý thú. Gần đây nhất có một người phụ nữ khá là xinh xắn. Người đó là ai? Người Ukraine mà đang được làm xôn xao dư luận ở Ukraine. Đó là bà vợ của ông giám đốc tình báo của Ukraine đã bị đầu độc. Gần đây thì không biết lý do là sao thì cái bà vợ của ông giám đốc tình báo của Khanh bà bị nhiễm độc. Bị người ta đầu độc. Và hiện bây giờ bà phải đi nhập viện vì cái số thuốc độc của bà bị nhiễm. Và theo tình báo của Khanh tiết lộ cho biết là họ tình nghi kẻ thủ phạm là Nga. Bởi vì cái chất độc này nghĩ là chất độc của Nga, mà mỗi người nguyên biết Nga cứ là bỏ thuốc độc là người ta tình nghi là Nga. Có thể là bị ảnh hưởng cái ông Navalny là nhà chánh trị gia hiện bây giờ ở tù 19 năm á, bị án tù gần đây 19 năm đó, là cái ông mà người đó là dân biểu của đất nước Nga đó, mà ông bị đầu độc đó. Đó thì có thể là bà này cũng bị đầu độc. Lý do tại sao bị độc? Có thể là uy hiếp chồng của bà, vì chồng bà làm trong chồng của bà là giám đốc an ninh tình báo, bộ tình báo, ổng là người trùm tình báo. Thì không biết là phải không, cũng không rõ. Trong Nguyên nói bộ là chính trị của Ukraine khá là phức tạp. Chính trị Ukraine cũng giống như Việt Nam vậy đó, nó có phe phái rất là phức tạp. Chính trị Ukraine có thân Nga, thân Mỹ, thân châu Âu, độc lập đủ thứ cả. Và mâu thuẫn lẫn nhau nó đã có rất là nhiều đời. Nên là bây giờ thì người ta cáo buộc Nga là đầu độc, có phải chăng gì hay không thì Nguyên không chắc. Tại vì nói chuyện là phải có bằng chứng. Chỉ có báo cáo tình báo của Ukraine ngày hôm nay, họ cáo buộc rằng là cái cô này bị đầu độc là do chính Nga đã làm. Do tình báo của Nga đã làm, đã đầu độc. Tại sao đầu độc bả thì Nguyên thấy cái điều nó rất là lạ. Tại sao không nhắm vào một người khác và nhắm về cái bà vợ của ông giám đốc tình báo? Thì phải chăng ông ta đã từng bị uy hiếp với cái tình báo của Nga, ép buộc ông ta phải làm như thế nào, làm như thế kia? Hiện bây giờ cái bản tin nó đang ở nằm ở trong cái giai đoạn điều tra vô cùng kịch liệt. Ukraine coi cái bản tin này nó vô cùng nghiêm trọng và đang kích hoạt cái điều tra tối đa về cái sự việc này. Nhưng mà bây giờ cái này nó vẫn chưa rõ, nó nằm ở trong cái giai đoạn điều tra nên là chúng ta vẫn chưa hiểu rõ được cụ thể nó như thế nào. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề đầu độc.
Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em một bản tin 5 quan chức của Nga ở khu vực gần Kherson đã đi bán muối như thế nào. Ngày hôm nay cái báo cáo cụ thể của Ukraine cho biết chiều ngày hôm qua lực lượng pháo binh của Ukraine đã oanh tạc thành công ngay trang cái trụ sở chỉ huy và 5 quan chức của Nga ở khu vực miền Nam gần Kherson đều được vé máy bay đi diện ông bà hết. Hình ảnh được chụp chính xác cái nơi địa điểm quanh tạc được đăng lên trên mạng xã hội. Trung Nguyên cáo lỗi. Năm vị này thì được cái vé miễn phí đi diện ông bà hết. Đây là cuộc thành công của Ukraine. Trung Nguyên uống miếng nước rồi. Nguyên cáo lỗi, lâu lâu nó bị sặc như vậy. Trời nó lạnh đó. Nên là đây là cái cuộc thành công của Ukraine đã oanh tạc ngày hôm qua ở khu vực miền Nam. Ở miền Nam cái tình hình ở Kherson thì nó vẫn nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Hai bên vẫn tiếp tục giao tranh, nhưng vẫn chưa thấy có sự đột phá gì cả. Nguyên chưa thấy có một cái sự thay đổi nào lớn hết. Hai bên có cuộc giao tranh, nhưng chưa có cái sự đột biến. Việt Nam bây giờ mình kêu là đột biến đó. Chưa thấy cái sự đột biến nào cả. Nó vẫn giữ cái tình trạng bắn qua bắn lại, nhưng không có sự thay đổi. Ngoài ra ngày hôm nay thì phía bên Nga đã báo cáo là một chiếc máy bay không người lái đã tấn công vào thủ đô Moscow. Và Nga đã ngăn chặn thành công chiếc máy bay này. Đó là bản tin liên quan đến Nga và Ukraine ngày hôm nay mà Nguyên đánh giá là những bản tin hot nhất. Còn những bản tin lặt vặt thì trong Nguyên mạng phép không chia sẻ. Đó là những bản tin mà Nguyên đánh giá là những cái bản tin mà các quý vị cần thiết để mà tham khảo và chúng ta cập nhật. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua bản tin quân sự Á Châu chúng ta. Cỡ này Á Châu chúng ta bắt đầu là dậy sóng, các quý vị dậy sóng rất là nhiều. Có thể nói là cái quốc gia mà đang quậy đục ở tại khối Á Châu chúng ta đó là ông Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên thứ hai đó là ông Trung Quốc. Nên là bây giờ ở khu vực Á Châu chúng ta bắt đầu dậy sóng và những cái liên minh quân sự nước này với nước kia với nước nọ bắt đầu càng ngày nó càng nhiều. Điển hình Việt Nam chúng ta mới đây là nâng cái tầm đối tác với Nhật Bản tối đa luôn. Bây giờ là Toyota, Yamaha, Sushi, Wasabi là chơi hết ga luôn. Có nghĩa là bây giờ là giữa Nhật Bản và Việt Nam chúng ta đã nâng cái tầm đối tác mà không phải chỉ có kinh tế mà cả luôn đối tác về quân sự, về vấn đề biển cả. Bởi vì tình hình biển ở khu vực Á Châu, Biển Đông chúng ta vô cùng sôi động. Thì ngày hôm nay cái báo cáo cụ thể của Ấn Độ cho chúng ta biết là quốc phòng của Ấn Độ sẽ chi ra gần 16 tỷ Mỹ Kim, có thể hút đến 18 tỷ Mỹ Kim, khoảng tầm 16 tỷ mấy Mỹ Kim để tăng cường quốc phòng. Đặc biệt là họ sẽ đóng thêm một cái hàng không mẫu hạm để mà ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương. Thì ngoài cái vấn đề hàng không mẫu hạm, họ sẽ đóng rất là nhiều những tàu bè, mình kêu là những cái khu trục hạm để tuần tra, để yểm trợ cho tình hình mà Trung Quốc đang lớn rộng. Thì chúng ta thấy rõ được là cái tình hình Á Châu chúng ta nó đang ở trong cái giai đoạn nguy kịch. Thì bắt đầu những cái quốc gia láng giềng, những cái quốc gia mà họ lo trong thời gian tương lai đó, không biết chừng nào mà tương lai nó có cuộc chiến tranh ở tại Á Châu. Nên là ông Ấn Độ bây giờ là ổng đua theo thời gian, ổng bắt đầu là đóng tàu hầm, ổng đóng vũ khí đồ đủ thứ cả, hàng không mẫu hạm, tàu ngầm, khu trục hạm, ổng đầu tư về, mình kêu là về hải quân, ổng đầu tư tối đa về hải quân. Và cái con số tạm thời bây giờ là 16 tỷ mấy, và nó có thể lên đến 30 tỷ trong những ngày kế tiếp, tùy theo cái tình hình tạm thời là như vậy. Thì để nói cho các quý vị thấy là tình hình nó rất là căng thẳng. Ngày hôm nay thì Trung Quốc đã lên tiếng nhắm vào Úc Châu. Trung Quốc cho rằng là Úc Châu là quốc gia không hài hòa và khiêu khích. Sự hiện diện của Úc Châu ở tại biển Hoa Đông và biển Đông là một cái điều không thể chấp nhận vì không có liên quan với các anh. Trung Quốc cho rằng là Úc Châu đã can thiệp vào nội bộ một cái sự việc mà Trung Quốc không nên, xin lỗi, Úc Châu không nên làm. Nói chung chung là, ê, chuyện này chuyện của tụi tao với thằng Nhật, tao với thằng Việt Nam, tao với thằng Phi, mày ở Úc Châu, mày ở xa tuốt tụi tôi, mày ở đằng kia, mày lại đây làm gì? Nói chung chung là như vậy.
Không, ta không thích mẹ ở đây. Nói chung chung là như vậy thì ông Trung Quốc đã lên án và đã kêu là tàu bè chiến đấu của Úc Châu đã thường xuyên xuất hiện ở tại Biển Đông mà Biển Hoa Đông không thể chấp nhận được. Ở Trung Nguyên nhắc là Úc Châu và Philippines họ đã ký liên kết quân sự tuần tra chung. Có nghĩa là bờ biển ở tại Biển Đông họ thường xuyên xuất hiện với Phi. Họ thường xuyên xuất hiện với Phi, họ sẽ tuần tra chung với Philippines. Họ thường xuyên xuất hiện chung với Phi. Họ cũng ký liên minh gần với Nhật Bản. Họ cũng thường xuyên xuất hiện ở tại vùng đất của Nhật Bản. Thì bởi vì cái xuất hiện của tàu bè của Úc Châu thì ông Trung Quốc ổng không hài lòng. Ông nói chuyện không phải tụi bay, tranh chấp tao với thằng Nhật, mày vô đây làm gì? Đó, thí dụ là như vậy. Thì ổng cho rằng là Úc Châu là cái quốc gia đang bỏ dầu vào lửa. Chuyện không phải là chuyện của mình. Đó, nhà mình tự mình lo đi xem vào chuyện của người khác. Đó là cái giọng điệu mà y hệt nói của Mỹ vậy đó. Nói Mỹ vậy, Mỹ ở tuốt 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 bên kia kìa. Bên thế giới bên kia mà qua bên đây làm cái gì? Thì đây là cái giọng điệu của Trung Quốc ngày hôm nay họ lên án Úc Châu. Trung Nguyên nói là Nguyên có biết khá nhiều về đất nước Úc. Biết khá nhiều không là biết. Khi mà nói chữ biết là mình phải khẳng định đất nước Úc là ta rất là hài hòa. Biết bao nhiêu chục năm vừa qua, gần cả trăm năm vừa qua người ta không có chăm quá nhiều về quân sự. Người ta không có chú tâm phát triển về quân sự. Người ta chú tâm về kinh tế. Người ta phát triển kinh tế khá là tuyệt vời. Một cái quốc gia mà người ta có thể nó có một cái vùng đất riêng, khu của người ta. Ở hóc bà tó không ai phiền phối người ta hết. Người ta phát triển kinh tế rất đẹp. Chỉ có khoảng tầm 15-20 năm nay thì bắt đầu Úc Châu mới có cái hành động cụ thể. Đó là tăng cường quân sự. Lý do chính đáng là bị Trung Quốc đe dọa. Trung Quốc lấn sân, Trung Quốc mua căn cứ quân sự, Trung Quốc làm đủ thứ hết ở khu vực gần đất nước của người ta và người ta lo lắng cái an ninh đất nước. Rồi Trung Quốc còn xâm nhập vào bộ máy chính trị của Úc Châu, gửi những người đẹp. Người ta nói mấy ông Tây phương này ngộ lắm, mà khoái mấy bà vợ Châu lắm đó, mà không phải mà ngược là không bao giờ lựa cô nào đẹp hết, mà lựa nó độc không à, hàng độc, độc lạ đó, kêu đẹp đẹp lạ đó. Rồi qua bên Trung Quốc, mấy ông Trung Quốc, trời ơi, mấy cái loại mà hàng độc lạ bên Trung Quốc thì nó thiếu gì? Trung Nguyên nói với các quý vị mà kêu mà cái đẹp kêu lạ lùng đó, vừa lạ mà vừa lùng đó. Trời ơi, thì nó thiếu gì? Mà mấy cái hàng đó thì mấy ông Tây mà ông khoái lắm. Ngộ đó các quý vị. Mấy ông Tây là ổng khoái mấy cái hàng độc lạ đó. Cái hàng mà mình nhìn mà nó thật. Mình nhìn là mình không muốn ăn luôn, không nuốt nổi luôn, không. Việt Nam là không ăn thịt chuột đó. Nhưng mấy cái hàng đó thì mấy ông nước ngoài đó, cặp mắt của ổng nhìn nó thẩm mỹ, nó lạ lắm. Trời nó đẹp quá bay ơi. Nó tuyệt vời bay ơi, tao chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy. Nó quái gì đó, nó phải cái...